đi đâu? Đi sang nhà này, nhà ông á, phước phước tính một tí này, sang nhà ông mẹ sơn đi. Cứ đi thôi. Thì bác Hải nha, bác Hải nhà đi đi răng đấy tí, mưa tí thì đi một tí mẫu. Bác Hải nhà chung bà đi sang đấy tí. Không, để bà hỏi cần đi đâu là phải có người sai. Bà là nay đi cầu rồi này, ăn rồi giờ chỉ ngồi hút thuốc thôi, đái rồi. Ngày hôm qua đi cầu rồi, hôm nay lại đi tiếp, đi có phải hai ngày đi một lần đâu. Qua đây hai ngày. Sao đấy? Để xem bà mà cuốn thuốc kiểu gì mà ấy vẫn mà hóa dụ cho bà cất thuốc ở trong bọc. Đâu, thuốc để trên này hả? Bà cất trong bọc đi. 150.000 một sâu mà không có.